Bài tập tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về nhập form. Ở đây mình sẽ có một cái form. Sau khi bạn nhập thông tin vào form, bạn bấm nút lưu thì nó sẽ lưu thông tin của bạn vào trong một cái table. Và bạn có thể là chỉnh sửa hoặc là các bạn bấm hủy thì nó sẽ reset cái form này. Sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt code chương trình. Đầu tiên thì mình sẽ tạo ra cho nó một cái file. Ở đây mình sẽ tạo ra là form setStudent.html. Ở đây mình sử dụng là Bootstrap 4. Thì trong cái bài này thì mình sẽ tạo ra cho nó là mình sẽ tạo mã cho nó để hiển thị cái table trước. Ở đây thì mình sẽ làm tạo cái giao diện Bootstrap. Ở đây mình sử dụng là row. Đây mình sẽ tạo ra một cái form. Ở đây cái form này mình không cần action các bạn. Đây mình sử dụng một cái form group. Rồi ở đây thì mình sẽ không cần mấy cái này. Chúng ta sẽ có ba thành phần: tên, ngày sinh và điểm, mà nó sẽ có hai cái button. Đây mình sẽ có hai button. Một cái button là save và một cái button là hủy. Rồi ở đây mình sẽ ghi là name birthday. Điện. Ok. Chúng ta sẽ chạy thử chương trình. Tên, birthday, điểm, hai bút tâm. Và phía dưới này mình sẽ có một cái table. Cái table này thì mình sẽ bỏ ngoài cái row. Mình sẽ tạo cho nó một cái row nữa. Trong cái row này thì nó sẽ có một cái column. Đây mình sử dụng một cái table. Table border. Ở trong này thì nó sẽ có là tên, ngày sinh, điểm và action. Rồi tên mình ghi là TLNV 12. Điểm cho nó chính. Đây là mình ghi là sửa. Edit. Ok. Và mình sẽ chạy thử chương trình. Rồi. Các bạn muốn chạy ra giữa màn hình thì các bạn sử dụng RAM này là một cái offset. Nga. Offset SM3. Tương tự dưới phía dưới này mình sử dụng là một cái offset như vậy.
Ok, nó chạy ra giữa. Rồi. Ở dưới này nó bị dính vào thì các bạn có thể nó cho nó rời ra. Nó rời ra thì cũng có khá là nhiều cách. Ở đây mình sử dụng HR cũng được, để cho nó có một cái đường line. Ok, có một đường line nó sẽ tách ra. Rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ cài đặt chương trình Angular. Thì đầu tiên mình sẽ khai báo một cái Angular trong này. Script. Rồi. Sau đó thì mình sẽ khai báo một cái script. Pa app bằng angular.module. My app phải ở đây mình sẽ có một cái là view controller controller ở đây mình sẽ truyền vào một cái dollar scope. Trong này thì mình sẽ khai báo, đầu tiên thì mình sẽ khai báo cho nó một cái đối tượng. Ở đây mình sẽ khai báo cho nó một cái đối tượng student. $scope chấm student. Mình cho khai báo nó một đối tượng rỗng các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ viết cái tạo cho nó một cái list. Mình sẽ hiển thị trên trên table trước. $scope chấm student. Đây là mã. Mình có thể ghi list student cũng được hoặc là student. Đây bạn thấy mình có chữ student của mình có chữ s, đây là mình sử dụng là mã student. Ở đây mình dùng là list student đi. Bằng đây là một mảng, trong một mảng này thì nó sẽ có nhiều student, thì ở đây mình sẽ tạo cho nó là các cái tham số, mình sẽ cho nó name hay chấm. Ở đây ví dụ như là tèo nv phải birthday bằng 12 12 2012 phải à, chỗ này là dấu hai chấm luôn. Mất điểm. Ví dụ như là điểm mình cho là điểm. Rồi. Nó là như vậy. Và mình có thể là copy xuống 2 3 4. Đây, ví dụ như là mình sẽ cho 5 cái. Đây là tèo 1 này, tèo 2 này, tèo 3 này, tèo 4 này và tèo 5. Ok, mình sẽ có 5 thằng tèo. Sau đó thì mình sẽ đổ dữ liệu vào trong cái table trước. Ở đây mình sẽ kết nó là một cái ng app bằng mà mình khai báo là ng controller bằng cái này là my controller à, cái này là view controller rồi view controller. Sau đó thì mình sẽ đổ dữ liệu vào đây thì mình sẽ viết cho nó một cái ng repeat. XT in list student.
Và chỗ này thì mình sẽ để là xt chấm name, chỗ này là xt chấm birthday. Xt chấm mark và cuối cùng là edit. Ok, sau đó chúng ta sẽ chạy thử chương trình. Thì chương trình của chúng ta nó hiển thị ra đây các bạn. Ở đây thì nó bị sai cái birthday nên nó không hiển thị ra. Cái birthday mình viết này thiếu chữ h mất. Ok, được rồi. Ở đây là mình đã hiển thị ra được cái danh sách. Và nhiệm vụ của chúng ta là nhập dữ liệu vào cái phần trên này và chúng ta bấm lưu thì nó sẽ đổi dữ liệu vào trong cái danh sách này. Thì tiếp theo mình sẽ viết cái nút lưu này. Thì khi bạn viết nút lưu này thì mình sẽ tạo cho nó một cái function. Đây mình sẽ tạo cho nó một cái function. Thì mình khai báo một function thì các bạn sẽ là $scope chấm function này mình sử dụng là function là nút save và bằng function. Ok. Có nghĩa là khi mình click vào cái server này thì nó là một cái function. Thì trong cái function này thì các bạn sẽ put vào một cái student. Thì mình sử dụng là $scope chấm list student. Mình sẽ bỏ vào trong list student này chấm put angular chấm copy. Mình sẽ copy cái $scope chấm student, có nghĩa là mình sẽ copy cái thằng student này vào bên trong cái thằng list student và nó sẽ hiển thị lên. Thì lên trên này thì chúng ta sẽ khai báo một cái student. Thì trên cái student này thì chúng ta sẽ khai báo cái này là ng model bằng name. Ng model bằng birthday và cái này là ng model bằng mask. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ viết cho nó một cái sự kiện là ng click bằng save. Khi bấm save thì nó sẽ save cho chúng ta và chúng ta sẽ test thử chương trình F5 lại. Rồi chúng ta ghi là nam nv ngày 11111111. Ok, tại điểm bấm lưu. Rồi nó add vô cho mình là một cái row nhưng mà về thông tin thì nó sẽ không vào, là do mình làm sai các bạn. Chỗ này là mình là một đối tượng thì các bạn nó phải là student chấm name này. Đó, phải là student bởi vì mình sẽ truyền vào một cái đối tượng. Rồi và mình sẽ chạy thử. Rồi nam là v 1111 rồi cho nó là 7 điểm lưu lại. Ok, nv 1 nv 2 bạn đừng để cho nó trùng nhau là được.
Ok các bạn. Ở đây thì mình đã add vào được rồi này. Sau đó thì mình sẽ viết cho nó cái sự kiện clear. Clear này đi thì các bạn sẽ viết một cái sự kiện cancel. Thì cái này rất là đơn giản. Các bạn copy cái này xuống mà sẽ save này, các bạn viết chữ clear này. Rồi. Cái function clear này thì các bạn sẽ ghi ra chấm student bằng rỗng. Ok chưa? Cái mình sẽ rỗng lại cho nó. Có nghĩa là khai báo một cái đối tượng rỗng. Clear thì mình sẽ khai báo nó, mình sẽ rỗng cho cái đối tượng đó. Và trên này mình sẽ viết cho nó cái sự kiện là ng click. Được rồi. Nhập vào. Ok. Trong cái bài toán của chúng ta thì nó bảo như thế này các bạn. Quản lý cái form controller này dữ liệu là một mảng và sử dụng chung cho cả hai controller. Thì bài này nó bắt cho chúng ta làm cái bài này bằng hai controller. Nhưng mà hiện bây giờ thì chúng ta làm bài này có một controller. Thì chúng ta sẽ tạo ra cái bài này bằng hai controller. Thì đây mình sẽ tạo ra cho nó là một cái student nữa. Mình sẽ new cho nó một cái form student 1.html. Rồi, cái này là student này. Còn A, còn C, mình sẽ chắc qua. Mình sẽ lưu lại cái form student này. Và mình sẽ lưu lại. Trong bài này nó bảo chúng ta làm hai controller. Thì đây mình sẽ tách cái này ra làm hai. Một controller view và một cái controller là form. Thì đây mình sẽ tạo ra một cái controller nữa. Add chấm controller. Đây là form controller phải function. Thì trong cái form controller của chúng ta thì chúng ta sẽ bỏ cái gì? Trong cái form mình sẽ có hai controller. Controller form và view. Cái view của chúng ta thì nó sẽ có một cái array thôi các bạn, còn lại là mình sẽ bỏ trong form. Form của chúng ta thì sẽ có này. Nào đây là cái form của chúng ta. Ok. Đây là cái view của chúng ta thì sẽ có một cái list và cái form của chúng ta thì nó sẽ có những cái này. Rồi sau đó mình sẽ tách ra làm đôi. Đây mình sẽ tách ra làm đôi. Thì trong cái phần form thì chúng ta sẽ dùng cái không dùng cái này nữa bạn. Này, cái này là rồi. Trong cái row này trong cái form thì mình sử dụng là ng controller bằng form và mình sẽ có một cái ng controller là view. View là cái table này, đây là table này. ng controller đó. Sau đó mình sẽ chạy lên. Ok. Rồi nó chạy lên, nó hiển thị như thế này. Sau đó thì mình sẽ bấm nhập. Ví dụ như là mã nam nv 12 12 12 12. Mình bấm lưu. À, cái này là do mình chạy bị nhầm form rồi các bạn. Mình sử dụng là form student 1. Thì các bạn sẽ chạy lại là form student 1. Rồi. Thì trong cái form student 1 này nó không hiển thị lên. Nó không liên hệ là không hiển thị lên. Vì sao là nó không hiển thị lên? Thì cái này là do cái student của mình á, nó không chia sẻ được cái thông tin. Có nghĩa là mình đang sử dụng hai cái controller. Một cái controller là view controller và form controller. Thì hai controller này nó không chia sẻ được thông tin với nhau. Nên là nó không hiển thị dữ liệu.
Thì đây mình sẽ sử dụng là một cái parent controller. Ở đây mình sẽ dùng là parent. Thì ở chỗ này thì các bạn sẽ sử dụng là muốn chia sẻ cái list này thì các bạn sẽ là scope chấm dollar parent. Và cái này mình sẽ sử dụng là chia sẻ cái này thì chấm đô la parent. Ok, và chúng ta sẽ test thử. Rồi, thì ở đây các bạn thấy nó không hiển thị ra. Chương trình của chúng ta bị lỗi thì giờ chúng ta sẽ xem xét lại cái chương trình của chúng ta xem nó bị lỗi chỗ nào. Thì đây mình sẽ truyền vào một cái form controller. À, cái form controller của chúng ta nó bị thiếu một cái đô la scope các bạn. Đây, mình thiếu một cái đô la scope. Ok. Và bạn xem lại nó sẽ chạy. À, đây nó chạy rồi các bạn. Ok, nó chạy rồi. Ở đây thì mình sẽ nhập vào ví dụ như là nam NV 12 12 server. Ok, và nó hiển thị hướng phía dưới này. Thì đây mình đã sử dụng là hai cái controller. Các bạn thấy ở đây mình sử dụng một cái controller là form controller và phía dưới này thì mình sử dụng một cái view controller. Thì hai thằng này nó chia sẻ dữ liệu với nhau. Các bạn muốn nó chia sẻ dữ liệu với nhau thì bạn sử dụng là cái parent. Ok chưa? Bạn sử dụng là một cái đô la parent thì nó sẽ chia sẻ dữ liệu giữa hai cái controller. Thì đây bạn thấy mình đã chia sẻ dữ liệu giữa hai controller với nhau. Đây là kết quả chương trình. Trong cái bài này của chúng ta nó sẽ còn một cái nữa các bạn. Ở trong cái bài số 2. Bài số 2 này nó bảo các bạn sử dụng là root scope thay vì một đô la parent. Thì đây ở đây các bạn truyền vào hai tham số, một tham số là scope và một tham số là root scope. Thì bằng cái chỗ nào mà có chữ scope.parent thì bạn sẽ thay thế bằng root scope. Ở đây thì mình sẽ làm luôn cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái form student 2. Mình có thể viết là bài 2. Này là mình đang xin biết bài bài 2 lớp 5. Chấm HTML này không? Và này mình sẽ copy qua. Ở đây thì mình sẽ truyền vào cho nó thêm một tham số là đô la root scope. Scope. Mà dưới này là phải này. Đô la root scope thì bạn sẽ tìm chỗ nào mà có chữ scope.parent thì mình sẽ thay thế bằng root scope, thay thế bằng root scope. Ok, và mình sẽ chạy thử chương trình. Thì chương trình của chúng ta nó sẽ chạy tương tự nha. Ở đây thì mình sẽ nhập thử nam v 12 12 2012. Ok các bạn, nó đã hiển thị đến form của chúng ta. Và đây là kết quả của chương trình bài 1, bài 2 của chúng ta.